xin giới thiệu với các bạn trận đấu sắp diễn ra là đánh kèo 4-4, đánh đôi công giữa Bé Cái Bè Tiền Giang với Giang Bến Tre. Sẽ đã bắt đầu điểm 0-0. Điểm cho Bến Tre 1-0. Điểm cho Bến Tre 2-0. Sau bóng chuyền này là sau bóng chuyền của thầy Du thuộc xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Điểm 3-0. Điểm cho Tiền Giang 1-3. Lập cũng tốt, điểm cho Bến Tre 4-1. Lập bóng tốt, điểm cho Tiền Giang 2-4. Chị thủ ăn hả? À, đúng rồi đó. Bé đập bóng tốt, điểm cho Tiền Giang 3-4. Giang đập bóng tốt, điểm cho Bến Tre 5-3. Bé đập bóng tốt, điểm cho Tiền Giang 4-5. Điểm 4-5 thôi. 4-5 đúng rồi đây em.
đứng lên thôi. Ôi. Bé là bóng tốt, điểm Tiền Giang 5 điều. Bé chăm bóng tốt. Điểm cho Tiền Giang 6 năm, quá hay rồi. Giang đã bóng tốt, điểm cho Bến Tre 6 điều. Em trai xếp xích qua bên kia chút xíu nữa. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Bé đập bóng tốt. Điểm cho Tiền Giang 7-6. Bé chăm bóng tốt. Điểm cho Tiền Giang 8-6. Hai bên đổi sân. Giang là bóng tốt, điểm cho Bến Tre 7-8. Điểm cho Tiền Giang 9-7. Có 4 không bỏ lưới. Điểm cho Bến Tre 8-9. Giang bỏ bóng tốt. Điểm cho Bến Tre 9 điều. Phá bóng ngoài. Điểm cho Tiền Giang 19. Giang đập bóng tốt, điểm cho Bến Tre 10 điều. Giang chấm bóng tốt, điểm cho Bến Tre 11-10. Mười một mười. Giang bỏ bóng tốt, xin lỗi, bé bỏ bóng tốt, điểm cho Tiền Giang 11 điều. Phát bóng không vào lưới. Điểm cho Bến Tre 12-11. Đó,
Gái đập bóng tốt. Điểm cho Tiền Giang 12 điều. Gái chăm bóng tốt. Điểm cho Tiền Giang 13-12. Một hồi nữa em có bánh không? Ra là bóng tốt, điểm cho Bến Tre 13 điều. Nhưng mà cái tướng này chắc hồi còn trẻ, chắc 5-7 năm trước chứ cũng nó đình nó đám lắm rồi ha. Có YouTube lên YouTube nhiều không? Lúc đó không có YouTube cho nên không có làm kỷ niệm được không? Mà tôi quay, làm kỷ niệm. Đá đập bóng tốt, điểm cho Tiền Giang 14-13. Ủa cái này 14-13 hay 13-12 ta? Đâu có bên kia 14-13. Ờ bên kia gác điểm. Giang đập bóng tốt, điểm cho Bến Tre 14 điều. Bé đập bóng quá quy lực. Điểm cho Tiền Giang 15-14, điểm cuối. Giang đập bóng tốt, điểm cho Bến Tre 15 điều. Quá hấp dẫn. Kết thúc xếp đấu bé Minh Tiền Giang thắng Giang Bến Tre. Trái cuối đưa lên vậy mà đập một cái nó vô lưới cơ mà, thiệt tình. Hàng sáu ngoài cung kính chơi đá ăn hai, thấy không? Cái đó tôi nói chuyện là thằng quý giỏ là lụm rồi đó. Bỏ vậy